Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time, phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Phần movie mới nhất của Thỏ Senpai ra rạp đã khiến cho cộng đồng có phần thất vọng, do fan ra rạp quá ít, khả năng cao là movie tới sẽ không về nữa. Và phần phim rất có thể anh em Việt Nam sẽ phải xem lậu mới đây cũng đã tung ra trailer và video đặc biệt có tựa là Con lợn Sida không mơ về bạn gái mình là Loli. Ngược lại với cái tên bọn mình vừa chế ra, movie này khá buồn và cô đơn, nhưng cũng có thể coi là đóng lại một hành trình dài nhiều cảm xúc của các nhân vật với hội chứng tuổi thanh xuân. Hiện light novel vẫn đang được tác giả tiếp tục phát triển, nhưng anime sau này ra sao thì chưa biết. Movie được dự kiến khởi chiếu vào ngày 1 tháng 12 tại các rạp ở Nhật Bản. Như đã thông báo trước đó, Attack on Titan đã tung ra trailer cho phần cuối của mùa cuối cùng. Video cũng tiết lộ lịch công chiếu vào ngày 4 tháng 11 tới và xác nhận tập đặc biệt này sẽ có thời lượng khoảng 85 phút. Ban nhạc nổi tiếng Link Horizon sẽ biểu diễn bài hát chủ đề chính cho phim. Ban nhạc này được biết đến vì đã biểu diễn những ca khúc mở đầu nổi tiếng của các loạt phim trong mùa đầu tiên và mùa thứ hai. Cho đến nay, anime chuyển thể của mùa cuối cùng đã bao gồm tổng cộng là 28 tập và một tập đặc biệt. 16 tập trong số này được phát sóng trong mùa đông của năm 2021, trong khi 12 tập còn lại được phát sóng trong mùa đông của năm 2022. Nếu cảm thấy chán đời thì ngồi kề lại từ đầu Attack on Titan cũng là một lựa chọn không tồi trước khi chúng ta đón xem cái kết của series đình đám này. Chỉ khổ cho mấy bố vẫn né spoil để anime ra hết thôi. Festival manga anime lâu nay đã không còn quá xa lạ gì với đại bộ phận các fan. Hàng năm, tại Việt Nam đang có ngày càng nhiều hơn các fest được tổ chức với quy mô lớn và chuyên nghiệp. Ở mỗi festival đều quy tụ các nhà xuất bản lớn về truyện tranh tại Việt Nam, cũng như hàng chục các artist và cả hàng trăm cosplayer, cùng hàng nghìn các bạn trẻ đam mê yêu thích văn hóa Nhật Bản nói chung và manga anime nói riêng. Có thể nói, festival là thánh địa để chúng ta thỏa sức ngắm nhìn, chụp ảnh, lan tỏa đam mê của mình đối với manga anime Nhật Bản. Và không phải chờ đợi quá lâu nữa, vào ngay ngày 5 tháng 11 sắp tới đây, tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia Hà Nội, địa chỉ tại số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ani Ani Festival sẽ được tổ chức với vô vàn các gian hàng, cosplayer, cũng như có cả các khách mời vô cùng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn là quốc tế. Nếu bạn nào quan tâm, hãy theo dõi trên fanpage của Ani Ani Festival để tìm hiểu, hoặc cập nhật thông tin cùng Weibo Time chúng mình nhé. Tiết trời se se lạnh chớm đông của Hà Nội chắc hẳn sẽ không thể làm mát được cho sức nóng cực khủng của Ani Ani Festival lần này. Bởi theo thông tin mà chúng mình nhận được từ ban tổ chức, sẽ có rất nhiều hoạt động vào ngày diễn ra lễ hội đó. Đường link mua vé sẽ được chúng mình để ở phần mô tả nhé. Đầu tiên, sức nóng sẽ tới từ dàn khách mời quốc tế siêu xịn, DR, artist kiêm cosplayer đến từ Hàn Quốc đã khiến cho không ít các thanh niên phải lặn lội từ Hà Nội bay vào Hồ Chí Minh để được nhìn thấy idol bằng xương bằng thịt trong fest trước. Thì lần này, các anh em Sài Thành hãy chuẩn bị cho điều ngược lại đi nhé. Không chỉ vậy, fest lần này còn có thêm sự tham gia của bộ đôi chị em cosplay Chiba và Daruma. Cặp đôi này sở hữu lượng follow cực kỳ khủng trên TikTok với khoảng 4 triệu lượt người theo dõi. Cùng với đó là rất nhiều các gian hàng của những artist nổi tiếng khác, ví dụ như là Modare, Machi, Matcha, Grandia, Hokibushi. Các fan girl cũng có thể đón chờ một giọng ca indie unnamed, một VTuber đầy tiềm năng, có những bản cover opening và ending anime siêu cháy. Và món gia vị không thể thiếu ở hầu hết các fest lớn, đó sẽ là chương trình giao lưu, trình diễn cực kỳ đặc sắc của Nijigen VTuber đến từ Việt Nam. Cùng với đó là chương trình quảng bá truyền thông giữa Ani Ani và Kasi Ado. Kasi đã thực hiện opening cho mùa thứ 2 của Spy X Family, cùng với 4.000 poster của ca khúc opening Kura Kura đang chờ các bạn tới check-in và nhận miễn phí nữa đấy. Điều quan trọng sẽ luôn được để ở cuối cùng, khi mà lần đầu tiên tại Việt Nam, VTuber Uki Violetta của Noctis đến từ Niji Sanji sẽ xuất hiện tại lễ hội. Điều này cũng khiến cho Ani Ani là sự kiện đầu tiên được công ty Anycolor tin tưởng và hợp tác. Với phong cách độc đáo và nội dung hấp dẫn, chàng trai tâm linh tóc tím này đã thu hút được đông đảo các fan hâm mộ quốc tế. Hãy cùng chờ đón xem Uki sẽ mang đến những bất ngờ gì vào ngày 5 tháng 11 này nhé. Còn chần chờ gì nữa mà không lấy ngay điện thoại và mở máy tính ra, nhấp vào đường link mà bọn mình để ở phần mô tả để đặt ngay cho mình những tấm vé online của một trong những fest cực cháy của năm 2023 diễn ra tại Hà Nội các bạn nhỏ. Với giá vé standard là 150.000, còn vé flat chỉ 200.000. Cá nhân chúng mình thấy đây là một mức vé phù hợp để trải nghiệm vô vàn các sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia Hà Nội sắp tới rồi đấy. Trong một buổi phát sóng đặc biệt của anime Bocchi The Rock, nhà sản xuất đã thông báo rằng bom tấn này sẽ bao gồm 2 movie được lên lịch ra mắt vào mùa xuân và mùa hè của năm 2024 tại các rạp ở Nhật Bản.
Các fan cũng đừng quá chủ quan với tin mừng này, vì khả năng cao movie đầu sẽ là recap lại phần anime của năm ngoái. Cơ mà recap hay không quan trọng, nếu ra rạp tại Việt Nam thì bọn tôi xem cho bằng hết. Thông báo cũng đi kèm với trailer đặc biệt và sự tham gia của nhân vật chính. Anime cũng đứng đầu trong danh sách tại sự kiện New Thai Anime Awards 2023 cho series anime đình đám nhất năm, theo sau đó là Gam Condon, Witch from Mercury, Thanh Gươm Diệt Quỷ đứng thứ 3, tiếp đến là Lươn và Cá, Licorice Recoil. Một bộ phim cũng thú vị và đầy đáng yêu không kém sắp tới trở lại với mùa thứ hai, đó là The Danger in My Heart. Anime được dự kiến lên sóng vào tháng 1 của năm 2024. Medalist cũng là cái tên đáng mong chờ nếu như bạn thích bộ môn trượt băng nghệ thuật hoặc là Lolicon thích trượt băng nghệ thuật. Việc chuyển thể này được thực hiện bởi NG cũng đang dấy lên khá nhiều nghi ngờ của các fan. Thông báo cũng xác nhận dàn diễn viên lồng tiếng và đội ngũ sản xuất, nhưng vẫn chưa rõ ngày phát hành dự kiến. Đội ngũ sản xuất cho bộ anime Windbreaker, chuyển thể từ manga do Satoru Nii chắp bút, đã tiết lộ trailer và visual mới cho dự án. Đoạn video cũng đã xác nhận ngày công chiếu dự kiến là vào tháng 4 năm 2024 tại Nhật Bản. Được biết, anime sẽ được thực hiện bởi studio Cloverworks. Dù anime mùa này mới chỉ khởi động, nhưng đã có một số series của mùa sau đã được nhá hàng trước. Nếu các bạn là một người yêu thích thể loại nhẹ nhàng tình cảm, thì hãy đón chờ chuyển thể Roman Shoujo A Side of Affection, Nozomanu Fushi no Bokensha, kể về một nhà mạo hiểm giả bị dính lời nguyền thành xác sống sau khi đi vào một hầm ngục bí ẩn. Hành trình đi tìm lời giải của anh men chính thức bắt đầu. Seven Time Loop kể một câu chuyện về con gái của bá tước bị rơi vào một vòng lặp mà cô luôn chết trước khi đến tuổi 20. Liệu ở vòng lặp thứ 7 này sẽ như thế nào? Một bộ Mahou Shoujo Echi hài hước sẽ được ra mắt vào tháng 1 của năm sau là Gushing Over Magical Girl. Đặc biệt, mùa tới sẽ là sự trở lại của anime Tsukimichi. Đây là một bộ Isekai Harem Echi khá là ổn. Thật đấy, bọn mình không nhận tiền seeding cho bộ Isekai này đâu, nên là ai chưa ngán Isekai thì thử coi phần 1 trước đi nhá. Đó cũng là những anime của mùa sau đã được nhá hàng, và vẫn còn không ít bom tấn sẽ cho trailer vào gần cuối năm nay. Cùng chờ đón những thông tin ở các bản tin tiếp theo nhá. Bên cạnh đó, sẽ có những con hàng của năm sau đã bắt đầu chiến dịch ra mắt. Bye Bye Earth, một bộ light novel fantasy khá hấp dẫn, kể về một em gái mang hình hài một con người, bị cô lập trong một thế giới chỉ có tộc thú. Từ đó, em vác một cây kiếm cá trà bạc đi ngao du thế giới để tìm nguồn gốc của mình, đồng thời cho lũ súc vật biết thế nào là nhân quyền. Light novel này dù rất hứa hẹn, song đã nhiều lần bị từ chối chuyển thể anime do nhà sản xuất không cảm thấy nó có thể cạnh tranh được với những con hàng fantasy khác. May mắn thay, nó vẫn được đầu tư và cho ra mắt vào năm sau. Thậm chí còn có cả Kevin Penkin thực hiện phần âm nhạc, khá là đáng mong chờ đấy. Một bộ romcom fantasy cũng được chú ý là Light Novel Nỗi Phiền Muộn của Ma Vương Đê Mê Cô Vợ F sẽ có anime chuyển thể. Nội dung của bộ này cũng như ba bộ fantasy khác, cái tiêu đề cũng đủ để nói lên tất cả nó là thể loại gì và diễn biến ra sao. Trailer xác nhận dự kiến anime sẽ ra mắt vào năm 2024, đồng thời công bố chi tiết về dàn diễn viên lồng tiếng và đội ngũ sản xuất. Một bộ Light Novel sắp có chuyển thể là Gia Sư Của Con Gái Bá Tước Là Á Phù Thủy. Chuyện kể về nhân vật chính thi trượt biên chế vào nhà nước và phải về đi làm tư nhân. Gia sư cho một em loli không thể cast phép thuật. Hiện chưa rõ ngày phát hành cho anime này vào năm sau, nhưng nếu bạn thích thể loại fantasy đời thường và tò mò thì có thể đọc trước manga nhé. Trong khi có hàng tỷ series anime hấp dẫn vẫn chưa có season 2, thì ta có Isekai Cheat Skill sẽ có phần tiếp theo. Series này không mấy đặc biệt, có thể coi là thất nghiệp chuyển sinh hàng Shopee, được cái để lại cho cộng đồng một cái meme khá là hài. Cơ mà nếu như bạn chưa chán Isekai và muốn một bộ bỏ não để giải trí thì hãy chờ phần tiếp theo của series này nhé. Cygame, công ty thành công nhất Nhật Bản ở thị trường game gacha anime, mới qua vừa công bố chương trình của họ sẽ sử dụng AI để phát triển game và anime. Dự án có tên là AI Lab Animation, với mục đích nghiên cứu và phát triển AI để tạo ra game trong thời đại mới. Cụ thể, công việc mà Cygame phát triển sẽ không chỉ bao gồm là tạo đồ họa nhân vật, mà còn xử lý cả ngôn ngữ, nghiên cứu gameplay người chơi, xử lý và tổng hợp âm thanh, thiết kế level, và tự tạo video, 3D, hoạt hình, tạo nhạc, v.v. Văn hóa Trung Quốc có vẻ đang gây rất nhiều tranh cãi dạo gần đây, như là đất rừng Trinh Trong đã khiến cho không ít người dính phải lùm xùm. Tuy nhiên, khó mà có thể đùa với văn hóa của người Tàu được, kể cả là anime, như là chuyển thể Dược Tự Sư. Series vốn đã nổi, nay còn nổi hơn nhờ chất lượng anime chuyển thể hết sức tuyệt vời. Song, từ trước đó, Dược Tự Sư đã có một số tranh cãi về giao diện lẫn bối cảnh mà series này sử dụng, mang nặng phong cách triều đình phong kiến Trung Quốc. Mới đây, Natsu Hyuga, tác giả của bộ truyện đã phản hồi những ý kiến trái chiều rằng bối cảnh của Dược Tự Sư dựa trên toàn bộ lục địa châu Á. Tác giả thừa nhận trang phục dựa theo thiết kế của thời nhà Đường, triều đình phong kiến ở hầu hết các nước châu Á đều có nhiều tương đồng, các nhân vật trong truyện xài kiếm katana và khẳng định bối cảnh hoàn toàn là giả tưởng.
Bài viết nhận về khá nhiều ý kiến phản hồi khi cho rằng tác giả đã không thừa nhận câu chuyện này lấy bối cảnh Trung Hoa. Một số lấy dẫn chứng cụ thể như kiến trúc cung thành trong Dược Tự Sư giống với Tử Cấm Thành và trang phục không chỉ lấy thiết kế của nhà Đường mà nhân vật chính còn đang mặc đồ thiết kế bởi nhà Minh. Thậm chí cũng có cả dân Hàn Quốc cho rằng chuyện lấy cảm hứng từ nàng Dae Chang-geum. Cơ mà khẳng định dăm ba cái chủ quyền văn hóa xong cũng có để làm gì đâu. Đây là series giả tưởng cơ mà chứ có phải là lịch sử đâu mà tranh cãi nhỉ. Một tranh cãi nữa cũng diễn ra xoay quanh manga Hajime no Ippo. Tác giả đã lên Twitter để bày tỏ sự tức giận của mình đối với một số animator thực hiện chuyển thể cho anime. Đã có một vài animator ký tặng cho các fan bằng cách sử dụng hình ảnh nhân vật trong bộ manga của tác giả. Mọi chuyện bắt đầu khi Morikawa nhận được một bài đăng từ một người hâm mộ giới thiệu bộ sưu tập Hajime no Ippo của anh ấy. Và ở giữa bộ sưu tập đó là một tờ giấy ký tặng nêu trên. Morikawa tức giận vì có khả năng tờ giấy ký tặng này được mua bằng tiền. Ông đã yêu cầu các animator từng làm việc cho bộ anime chuyển thể ngừng sử dụng nhân vật của ông để làm chữ ký. Một đạo diễn animator trong nhóm thực hiện chuyển thể tỏ ra bất bình trước thái độ của mangaka và đã bật lại tác giả trên Twitter. Animator này đã chỉ ra việc Morikawa không phản đối việc các nhân vật kia được vẽ trong doujin và người ta đã kiếm tiền từ doujin này đầy ngoài kia, trong khi nhà sản xuất anime chuyển thể lẫn mangaka nên ủng hộ lẫn nhau chứ không nên hạch sách như vậy. Một số nhà làm phim hoạt hình khác cũng thề rằng họ sẽ không bao giờ chuyển thể tác phẩm của Morikawa nữa. Một tờ báo Lao Động được chính phủ Nhật Bản phê duyệt đã tiết lộ các con số về hành vi quấy rối các diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản. Hơn 20% diễn viên đóng thế, diễn viên lồng tiếng và phát thanh viên cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục. Đặc biệt, cứ 4 seiyu và phát thanh viên thì có một người cho biết là đã dính phải tệ nạn này. Một khảo sát được thực hiện từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm ngoái với 640 người làm việc trong ngành giải trí. Trong số những người phản hồi, seiyu và phát thanh viên có tỷ lệ bị quấy rối cao nhất, chẳng hạn như bị đồng nghiệp va chạm quá mức cần thiết hoặc là bị ép quan hệ chiếm đến 25,7%, diễn viên và nghệ sĩ đóng thế chiếm khoảng 20,4% và biên kịch nhà sáng tạo là 16,7%. Hiện tại, chính phủ đang có kế hoạch nỗ lực ngăn chặn bằng cách ban hành các chính sách xây dựng mối quan hệ hợp đồng phù hợp trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Nếu như bạn được giao bài tập là viết một đoạn tiếng Anh giới thiệu tác phẩm mà bạn thích, thì bạn sẽ viết về tác phẩm nào? Comment bằng tiếng Anh xuống phía dưới cho bọn mình biết nhé. Bạn cũng có thể giới thiệu hai tên như trường hợp dưới đây. Với một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của mạng xã hội khi chụp bài tập tiếng Anh về chủ đề nêu trên, hình ảnh được chụp cho thấy các học viên chia sẻ về các series mà họ thích như Walking Dead Again, Baki và Overflow. Các bạn xem Overflow rồi đúng không? Kiểu cái gì chảy ra rất nhiều nước mà không phải thác bản dốc ý. Bài viết tiếng Anh khá chất lượng và mô tả được diễn biến về một thằng mên học đại học, vô tình thực hiện nhiều hoạt động bí mật với em gái và bạn thời thơ ấu của mình. Bằng nhiều từ ngữ hàn lâm và câu ghép, thanh niên đã mô tả chính xác những gì diễn ra trong bộ hai tên và chót lọt vượt qua vòng kiểm duyệt của giáo viên. Mà trình độ cao như thế này sao không giới thiệu sự tha hóa của 177013 nhỉ? Hay là giới thiệu cho Onichichi cũng được, vì bộ này đang kỷ niệm cho 15 năm ra mắt. Riêng Onichichi thì cũng có thể coi là franchise lớn trong làng hai tên, và fandom còn gọi đây là kiệt tác. Mặc dù tuyên bố này có lẽ là meme vượt qua nhiều thế hệ, dù cho nội dung vẫn là hai tên, song suốt 15 năm nay, người ta vẫn liên tục remake cốt truyện về con bé tóc vàng, mặc áo hai dây bị cha dượng hành hung bằng cây gậy thịt. Onichichi được chuyển thể từ Aero Game, và dù chỉ có 4 phần game cùng với 4 phần anime Onichichi Reborn, Rebirth, Rebuild và Revenge, không hiểu tại sao lại đặt tên nó nghe như Gundam chứ không phải là hai tên. Không biết có người anh em nào làm bài tập tiếng Anh về nội dung 4 phần của franchise này không nhỉ? Tạm gác lại hai tên sang một bên, thì chúng ta có Bocchi The Rock xuất hiện trong chương trình đấu vật Old Elite Wrestling Dynamite. Một người tham dự sự kiện đã mang theo một tấm biển lớn dành cho anime Bocchi The Rock. Lý do người ta vác Bocchi vào đây thì chắc là do The Rock. Chắc hẳn ai cũng biết The Rock là đô vật rồi nhỉ. Việc Bocchi The Rock xuất hiện ở những sự kiện và địa điểm bất ngờ chứng tỏ tầm ảnh hưởng to lớn của franchise này đối với văn hóa đại chúng. Hoặc là một mét vuông có 10 thằng huy. Và cuối cùng, một trò chơi được đào lên từ năm 2017 của Dengeki Bunko. Game khá đơn giản như bao tựa game hai tên khác. Thực ra gameplay của nó là hai tên, nhưng bạn sẽ được cởi đồ của waifu một cách chính chủ. Game có bản quyền với các waifu đến từ những bộ light novel đình đám như Sword Art Online, Tuaru Majutsu, 86, Thỏ Senpai. Đương nhiên là chỉ cởi tới một mức nào đó thôi nên có thể yên tâm cho các bé cấp 2 chơi thỏa thích nhé. Để lột được đồ waifu, người chơi cần phải bấm đúng chỗ và nhấp như một bệnh nhân Parkinson trước khi hết thời gian. Chúc anh em chơi vui vẻ nhé.
mangaka Asano Inio là một ông lớn trong làng manga Nhật Bản, nổi tiếng với vô số bộ manga khai thác chủ đề văn học hiện thực đen tối, cùng với đó là phong cách kể chuyện quái dị thuộc hàng top. Oyasumi Penpen là một kiệt tác nổi tiếng nhất của anh cho tới nay, được nhiều bạn trẻ ưa thích tới mức độ tôn sùng và không ngừng phân tích về nó. Tuy nhiên, lần này chúng ta không nói về Penpen, mà là về đàn em Dead Dead Demon Destruction. Dù cho không được bàn tán nhiều như đàn anh, song Dead Demon Destruct vẫn được đánh giá là vượt qua được cái bóng của Oyasumi Penpen với vô số giải thưởng truyện tranh của phương Tây lẫn của Nhật Bản. Câu chuyện của Dead Demon Destruct lấy bối cảnh loài người đứng trước sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên bầu trời Tokyo và chính phủ bắt đầu chạy đua vũ trang cho cuộc chiến với những kẻ bị cho là xâm lược. Từ đó, cuộc sống của Tokyo đã thay đổi, đồng thời cũng không có gì thay đổi với cuộc sống của những bé loli, nhân vật chính trong câu chuyện. Các bé vẫn vô tư lạc quan đến trường, chơi với bạn bè và làm những việc bất kỳ nữ sinh trung học nào cũng làm ngay giữa một thế giới hỗn loạn. Tuy nhiên, giống như bao câu chuyện khác của Asano Inio, cái hiện thực đen tối, bất an ập đến các bé gái khi họ dần hiểu ra được ý nghĩa thực sự của việc trở thành người lớn trong xã hội và mối đe dọa lớn nhất của loài người là chính họ, chứ không phải là người ngoài hành tinh. Rất khó để hình dung ra câu chuyện gì được kể trong Dead Demon Destruct vì tính mới lạ và quái dị của nó rất khó nắm bắt. Cứ mỗi 10 chap lại có một plot twist khiến cho bạn thay đổi góc nhìn của manga. Hiện nó đã kết thúc ở chap 100, anh em có thể đọc hoặc chờ đến khi anime được ra mắt trong thời gian tới. Nếu chuyển thể của Dead Demon được đón nhận thì rất có thể chúng ta sẽ có anime Penpen đấy. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share, subscribe và donate bằng Super Thanh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số chuyển động lần sau. À quên, chúng mình vẫn đang chờ những bài viết review anime manga ngắn từ các bạn nha. Hãy mau chóng gửi đến Weebu Time để nhận những phần quà hấp dẫn nào.